Dĩnh Nhi trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc và mối nghiệt duyên với Dương Mịch cùng Lưu Khải Uy. Dĩnh Nhi trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc và vai khách mời là Nguyên Nương, người vợ quá cố của Từ Lệnh Nghi và cũng là chị cả của Thập Nhất. Dĩnh Nhi không còn đất diễn nữa, thế nhưng cách cô gây sóng gió chỉ trong 6 tập đầu tiên đủ để khiến khán giả nhung nhớ. Là Nguyên Nương thành công thuyết phục người xem với mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa trách nhiệm của mình và Từ Lệnh Nghi, cũng như nỗi khổ tâm của người chị cả, con cả trong gia tộc. Phần đoạn trước khi lâm chung của La Nguyên Nương khiến không ít người xem thực sự xúc động, đến lúc chết vẫn nghĩ cho con, cho em gái. Tuy chỉ là vai khách mời, nhưng diễn xuất của Dĩnh Nhi được công chúng đánh giá cao. Dĩnh Nhi từng nổi đình đám qua vai chính trong Thiên Sơn Mộ Tuyết, đóng cặp cùng Lưu Khải Uy, chồng cũ Dương Mịch. Thiên Sơn Mộ Tuyết là một trong những phim ngôn tình được đánh giá ngược tâm ngược thân thành công nhất từ trước tới nay, với vô số tình tiết gay cấn. Tuy được đánh giá về mặt diễn xuất, nhưng ngoại hình của Dĩnh Nhi vào thời điểm đóng bộ phim này lại khiến khán giả khó lòng có cảm tình. Nhiều người thậm chí còn nhận xét rằng, nhân vật nữ chính Đồng Tuyết, Dĩnh Nhi đóng, theo nguyên tắc bị ép làm người tình trong bóng tối của tổng tài Mạc Thiệu Khiêm. Cô luôn bị Mạc Thiệu Khiêm giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng khi lên, nhân vật Đồng Tuyết của Dĩnh Nhi trông lại quá béo tròn và đáng yêu, hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc truyện. Tham gia Thiên Sơn Mộ Tuyết, Dĩnh Nhi khiến công chúng chú ý vì vẻ ngoài béo tròn, vóc dáng liên tục có xu hướng phát phì. Không những vậy, nhân vật của cô cũng bị che là già và quê mùa khi đứng cạnh Lưu Khải Uy. Sau đó, vì để giảm cân, Dĩnh Nhi từng thử rất nhiều phương pháp, từ uống thuốc giảm cân, cả ngày chỉ ăn một quả bưởi, đến ăn ớt truyền thống Quý Châu nhưng đều không có tác dụng. Thời gian sau đó do bận rộn với việc tại phim trường, vừa phải quản lý việc xây nhà mới, khiến Dĩnh Nhi giảm 20kg. Tuy nhiên, do giảm cân quá đà mà thân hình hiện nay của Dĩnh Nhi lại bị cho là quá gầy, lộ hết xương ngực, trông vô cùng kém thẩm mỹ. Nghiệt duyên với Dương Mịch cùng Lưu Khải Uy. Bên cạnh nghiệp diễn, Dĩnh Nhi còn được biết tới thông qua vụ ồn ào với Lưu Khải Uy và Dương Mịch. Thậm chí nhiều người còn cho rằng, đối với Dương Mịch, Dĩnh Nhi chính là cái gai. Thời điểm Dĩnh Nhi đóng cặp cùng chồng cũ Dương Mịch, Lưu Khải Uy trong Thiên Sơn Mộ Tuyết, cả hai đã có nhiều tin đồn tình cảm. Có một số thông tin tiết lộ rằng, vì ghen mà Dương Mịch còn tới tận phim trường để theo dõi. Trước thông tin là tiểu tam trong mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy thời điểm đó, Dĩnh Nhi từng chia sẻ, tôi sẽ dũng cảm theo đuổi tình yêu riêng, chứ tuyệt đối không bao giờ cướp bạn trai của người khác. Lưu Khải Uy là diễn viên giỏi, anh ấy giúp tôi nhập vai tốt hơn. Tôi học được không ít sau vài phim chúng tôi hợp tác. Lưu Khải Uy, Dương Mịch rất đẹp đôi, là một người bạn, tôi chúc mừng cho họ. Chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như Dĩnh Nhi không bị chỉ trích vô duyên khi tiết lộ việc Dương Mịch mang thai rồi mới kết hôn. Đối với chuyện này, người đại diện của Dương Mịch lập tức ra mặt. Dương Mịch chưa từng hợp tác với Dĩnh Nhi, hai người càng không phải bạn bè thân thiết. Cho dù sau này Dương Mịch mang bầu, cũng không đến lượt Dĩnh Nhi thông báo tin vui. Dĩnh Nhi sau này phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời cho biết cô cũng chỉ đọc được những tin đồn trên mạng, đính chính lại lời nói trước đó của mình. Vụ việc cũng nhanh chóng lắng xuống nhưng điều này càng khiến mâu thuẫn giữa Dương Mịch và Dĩnh Nhi càng lớn hơn. Không chỉ bị dính tin đồn tiểu tam trong mối quan hệ giữa Lưu Khải Uy và Dương Mịch, Dĩnh Nhi còn vướng vào nghi án hẹn hò nam thần hoàng tử X, Minh Đạo. Vào năm 2015, cánh săn ảnh đã chụp được những khoảnh khắc tình tứ, thân mật của Dĩnh Nhi và Minh Đạo trên trường quay của bộ phim Nhật ký Mao Nha Nha bị kết hôn. Loạt ảnh này nhanh chóng làm dấy lên tin đồn cặp đôi đang hẹn hò. Sau khi kết thúc cảnh quay, cặp đôi đã cùng nhau lên một chiếc ô tô để tận hưởng không gian riêng. Sau đó, Minh Đạo và Dĩnh Nhi dường như xảy ra mâu thuẫn. Khi xuống xe, Minh Đạo vẫn còn dỗ dành và lau nước mắt cho người đẹp. Không những thế, cặp đôi còn bí mật nắm tay nhau trong cùng một chiếc túi giữ ấm. Trước những cử chỉ ân cần của Minh Đạo, Dĩnh Nhi cuối cùng cũng không còn giận dỗi và mỉm cười với anh. Lúc này, nam diễn viên Hoàng Tử X cũng bắt đầu đùa giỡn với bạn gái. Tuy nhiên, khi phát hiện ra phóng viên, Minh Đạo liền đưa lại túi ấm cho Dĩnh Nhi rồi rời đi. Tuy nhiên, cả hai diễn viên đều giữ im lặng không hề đưa ra phản hồi về việc này. Vào năm 2017, Dương Dĩnh bất ngờ cùng nam diễn viên Phó Tân Bác công khai tình cảm. Theo đó, Phó Tân Bác là bạn diễn của Dĩnh Nhi trong phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2. Thậm chí chưa đầy một tuần sau khi công khai hẹn hò, một netizen bắt gặp cặp đôi có mặt tại văn phòng đăng ký kết hôn thành phố Tây An, Trung Quốc. Chỉ 3 tháng sau khi đăng ký kết hôn, Dĩnh Nhi thông báo mang thai con đầu lòng. Ít ai biết, vốn dĩ Dĩnh Nhi là mang thai đôi, tuy nhiên do làm việc quá sức và căng thẳng nên đã khiến cô bị động thai. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ thông báo họ chỉ giữ được một đứa nhỏ cho vợ chồng cô. Bị sảy thai khiến sức khỏe lẫn tinh thần của Dĩnh Nhi đều bất ổn, cô đành phải rời đoàn làm phim, nhường vai cho người khác. Cho đến tận bây giờ, Dĩnh Nhi vẫn không thể vượt qua cú sốc năm xưa. Tháng 2 năm 2018, Dĩnh Nhi hạ sinh con gái đầu lòng. Tới tháng 5 năm 2018, hôn lễ của cặp đôi Dĩnh Nhi Phó Tân Bác đã chính thức diễn ra tại đảo Bali, Indonesia.